ra đến chợ làm tí cho vui. Cái kia là bán bao nhiêu đây anh Kiện? Đấy cây của anh này này, bao giá luôn cho nóng, 13. Và anh Tân nó quay tác phẩm Phượng đấy. Ôi mẹ, ông Trúc mà. Ông Trúc quay rồi. Phượng đấy. À nhưng mà bây giờ mới lên làm Hồ Gươm đúng không? À. Hôm vào đang cắt đang làm chưa lên. Nam đấy xong rồi đấy. À thế này. Vào. 13. Chợ thì cứ ngồi đi anh nhé, để đang làm tí xong rồi lại vào ngồi tiếp. Đa à, anh vừa là con đa. Đấy. Cây cổ này. Cây cổ mà cắt giật kinh phết nhỉ. Chậu đúc này nhìn cũng hay chứ. Sơn quỳ mạch lạc. Này tính thì chậm thôi. Đấy. Và già để nó sạch hết từng những cái rễ như này. Nó mới già nó mới được sạch như vậy. Đấy, chợ hôm nay có vậy thì có mấy ông bán hoa đằng kia chạy mất. Quấn bị đuổi, chắc buổi sau đại hội. Trực. À, trực. Ít chân quá. Này điệu phết đấy anh vừa ạ. Anh vừa nhỉ? Điệu phết đấy nhỉ? Đấy có cái rễ rất hay hợp lý nhỉ? Lão chơi đi qua cả. Xe cây rồi. Bảo vào vườn rất nhiều cây đẹp, em không khoái quay phim ngoài chợ. Nhưng ngoài chợ, ra chợ khoái hơn. Đó, à, hay ho phết. Trực ghế bao nhiêu đấy bác? 2 đồng. 2 đồng, đấy. Hạt rẻ, chậu đã mấy trăm bố rồi đúng không? Một chậu trong bát tràng thôi, nhưng mà men nó là men ngày xưa. Đấy, nhìn cũng chắc chắn, nhìn cũng hay. 2 triệu. Và đúng là chuyển sang cái trồng bóng. Đúng rồi, đây. Okay. Lấy về như nào để ăn được luôn. Nước gửi rồi. Nước không kêu gửi rồi. Ngày xưa mua cái đa này là có cái chậu. Cái chậu đẹp ấy, xong là mua cái chậu để thay vào cái cây mình mới nghĩ thế nè. Mình mua cây nó cũng được. Mua về ưng cái chậu ấy. Cái này là mua lâu phết rồi đấy, lâu lắm rồi. Mẹ nuôi ông đa này nhọc lắm. À, lâu. Nuôi ông đa này mẹ làm, chết người. Làm tay làm răm thì mệt lắm, lâu. Lâu lắm. Thưa. Nó cũng bằng được cái mắt ở dưới này chứ. Đấy, đang lồi lồi đấy. Bạn này này. Lồi lồi. Cho cái mập này này, đấy. Không, lấy mẹ trên này này. Trên, lấy ở trên. Lấy trên này nhé. Trên xong ngắn ở đây là vừa. Cây nó nằm, tay nằm dưới gặp nó không đẹp. Đây. Cắt bỏ rồi, cắt bỏ. Ui giời, cái đồ mấy chết mệt mà. Cái loại này ấy, vặn dây vô mà rất nhanh lở nhé. Nhanh lở kìa giật tay. Cái này nó mập mà. Nhưng mà nó lại thưa, ít. Tay đây này, cắt bỏ nó đi này. Đây. Điệu mà cái da nó điệu. Đấy, có cái dễ. Da lâu lắm. Dễ rất hay. Sốt ruột.
đa. Thế mà thành được cây đa đẹp là cũng hay phết đấy. Mãi rồi nó bắn nổ ra, bắn đấy. Đấy. Bán giá xem mà có ông nào yêu không anh? Bắn nổ luôn. Mấy tiền đây? Mua 1.2 triệu đấy. Gọi là bắn nổ, nửa tiền. Đấy, loanh quanh tầm đấy. Đổ lại. Đà đấy. Sao là kiếm lại không ra cây đa đâu? Sao là tiệt chủng đấy? Kiếm con đa mà gấp bé như này khó lắm đấy, không phải dễ đâu. Đúng rồi, làm đa ở Nam Bình, ở mình chỗ không làm đa. Đây là làm cái pin đây nó làm đẹp. Giờ lại đi phương nào đây anh? Đi kiếm cái ăn xong bắt đầu đi vào vườn Anh Tân để về cái xanh ngày hôm qua rồi về để đục. À cây mới rồi anh? Ừ. Chán biết đi đâu về đâu bây giờ mẹ. Cố mới ra đến chợ cùng mẹ giờ mẹ lại. Đang u đây này, đấy. U biếu tổ sư. Nguyễn này. Lên u lên nhọt. Ông người nhà vậy, nhìn lên trên lên đến chân con u chán phụ. Sắt chán thôi, mặt ốm luôn. Nhưng mà không ngày nào là không nên phải đến mà ở nhà hoặc đi ra cả buổi ở trên trần. Cứ ngồi đấy thẫn thờ hoặc là không làm thì ngồi ngắm. Chậu cũ chưa đổi để lại đấy luôn đấy. Vừa chậu vừa hôm qua lấy của nó xong. À, đấy, mẹ tí ra để vào kia tìm xem còn ông nào nữa không? Ở đấy. Xe nó vừa vòng ra đằng kia đấy không ạ? Xe ấy nó vừa đuổi đằng kia rồi. Ừ. Mấy gốc nhài đẹp quá nhỉ? Ông vừa cắt hay sao đấy? Đâu, cắt đâu. Ba tiền một gốc đâu? Nhài gốc to nó phòng chắc. Ba nhà. Trăm. Mấy gốc to dài chứ. Chưa xác định được. Khoảng chắc à. Đẹp đấy. Nguyễn thôi, đời nhà thầy. Đẹp ạ. Cũng chưa biết đâu. Không biết. Thì là chủ cây. Đây vua chúa ngày xưa chơi đấy. Đây này, cái củ này đẹp này, sạch sẽ. Đấy, nhài dáng làng đấy. Nhài dáng làng đây. Lúc nào có cái tập phim là đi mai lên được chơi không? Có thì đấy, thơm lắm rồi, mùa hoa rồi đấy. Ngoài nhà cắt này mà vẫn ra hết mình nào không bằng cắt chết đấy. Ngoài 8 triệu đó là anh em này. Ừ. Đấy, chợ búa cứ chạy tới loe. Chợ búa cứ chạy tới loe. Vừa hỏi cái kia 8 triệu. Hàng cục đây. Đấy, hàng cục đẹp đây. Là vài con. Về tư duy tiếp. Mặt này đẹp quá, mặt sau thì. Đấy. Đấy. Cục đây.
thân căn thành. Tôi lại chạy sao đấy? Cũng chạy tới đây này. Đuổi đầu kia thì chạy ra đầu này. Kia mà được như này thì hay quá. Sao mình về đục thôi này đi. Cùng gắn cái tay này lại. Cục kịch. Quay thế thôi, chán lắm, xe cổ cứ chạy lung tung. Hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo nhé.